qua Silver Sea nè, mấy em nào đang có ý định qua Silver Sea và qua Silver chung thì cái này tôi không vote mấy em, cái quyền chơi là người chơi tự quyết định, sẽ có người thích chơi Silver chung, sẽ có người thích chơi Silver Sea và Silver Nhật. Thì có ba Silver tôi phân tích luôn, Silver chung là Silver cụm đầu, nó không khác mẹ gì Silver Việt Nam từ gối nạp cho tới cách chơi, là mấy em kỳ chay không khác gì bên Silver Việt Nam, tại vì bên Silver chung sẽ không có một cái bơm kim cương nào cho vô mọi người, nó chỉ có hơn Silver khác là gì, nó là Silver đi đầu, nó mới nó bền nghe, và mấy em chơi được những thứ trải nghiệm trước so với người ta. À, cái thứ hai nữa là Silver Sea, mấy em hay gọi là Global á. Silver Sea được cái lợi thế gì? Silver Sea là nó sát nó sâu Silver chung 4 tháng. Và ngồi ra Silver Sea mấy em mua vé đen gần như là free. Và Silver Sea sẽ bơm cho mấy em một lượng kim cương rất nhiều từ cái xem quảng cáo, nó giống như mấy em chơi game trên app vậy. Thì nó sẽ cho mấy em một lượng kim cương để mấy em mua đủ vé đen free. Nhưng về chơi bên CVC thì nó sẽ chậm hơn bên CV chung 4 tháng, nhưng về mặt sự kiện nè rồi cập nhật là nó sẽ cập nhật rất là nhanh, nó bê y an luôn. Nói chung là CV chung cập nhật thì khoảng có tầm 1 tháng đến 2 tháng sau thôi thì nó sẽ qua về. Với lại ngoài ra nữa là CVC nó sẽ là tiếng Anh nha, quan trọng là CVC nó sẽ là tiếng Anh thì nó sẽ là dễ chơi hơn so với mọi người, dễ đọc. Rồi tiếp theo nữa là C là không phải là Global à, ok, sorry. Rồi tiếp theo nữa là sorry em, đúng rồi, ok, những cái đó nhầm. Tiếp theo nữa là Silver Nhật, tiếp theo nữa là Silver Nhật thì Silver Nhật là một thiên đường, tôi nói nha. Silver Nhật là một thiên đường của mấy em cày chay không nạp. Nha. Silver Nhật là thiên đường, là thiên đường của cày chay không nạp, cho nên nếu như mấy em nào quyết định qua cày chay không nạp thì qua Silver Nhật mấy em hãy chơi một cách tử tế nha. Qua Silver Nhật hãy chơi một cách tử tế, Silver Nhật nha là một nơi thiên đường để mấy anh em chơi con quanh bên min này trong quyết đấu cân bằng. Vì sao tôi nói ví dụ mấy anh em lấy tướng về, mấy anh em không có thức tỉnh, mấy anh em đem quân tướng ở quách kình một đó vô quyết đấu cân bằng, mấy anh em vẫn có thể sử dụng quân tướng đó trong quyết đấu cân bằng. Ngoài ra có một số quân tướng ở bên Silver Nhật, cái bây giờ UR tôi không nói thì nó sẽ có một số meta nó độc lạ và nó dị hơn rất là nhiều so với Silver các Silver khác. Và Silver Nhật nó sẽ là một máy chủ riêng biệt, khi mà tướng về nó sẽ có chỉnh sửa về siêu tuyệt kỹ nè, về thức tỉnh nè, về bị động sao cho cân bằng tướng nhất có thể. Thì Silver Nhật nó gần như là thiên đường cho người chạy chơi không nạp nha, tôi nói nó sẽ là thiên đường. Nhưng mà tướng thì mấy anh em cũng chấp nhận phải bỏ, nhưng mà mấy anh em sẽ chơi được trải nghiệm tướng, về siêu tuyệt kỹ chắc chắn sẽ khó khăn, nhưng về kim cương nè, về sự kiện nè, về trang phục nè, thì Silver Nhật nó sẽ có những sự kiện limited và nó bơm tài nguyên nè, bơm kim cương nè, tướng nè, chọn thì mấy anh em chơi sẽ trải nghiệm nhiều hơn. Thì nếu như mà để mà đánh giá thì tôi đánh giá Silver Nhật sẽ ngon hơn, nhưng đáng chơi thì vẫn là Silver Sea, tại nhất là Silver Sea dễ tải, dễ nè, không nạp thì giống y chang như bên Silver Nhật, nhưng Silver Sea nó sẽ đông và thị trường mấy anh em sẽ va vấp với lại là Indo, Thái Lan rồi những người Silver khác. Đấy, có cả Silver chung nữa. Rồi ok, nói chung là Silver Sea thì với lại Silver Sea bây giờ lên 720 rồi, nó không phải là 480 như ngày xưa nữa. Thì nếu như chơi thì tôi nói đi nói lại hoài thì mấy anh em cố gắng nha, mấy anh em cố gắng. Chơi bên Silver Nhật hay là chơi bên Silver Sea thì tôi khuyên bên Silver Sea đi, tại Silver Sea đang trong sự kiện sinh nhật mà. Thì mấy anh em chơi tập trung giùm tôi trong vòng một cụm nha, mấy anh em ví dụ như 10 cụm đó là toàn bộ là người Việt Nam luôn, thì mấy anh em thứ nhất là mấy anh em sẽ kiểm soát được cái lượng người chơi, rồi mấy anh em tương tác với cộng đồng được là ở bên Silver Sea, hay là mình tương tác được với nhau, mình hỗ trợ được trong tranh bá này, trong chiến khu, chứ còn mấy anh em quýnh với mấy thằng Tây ở ngồi á, nó nạp ác lắm mấy anh em ạ. À. Rồi ok. Đấy, cho nên là đó là những cái lời khuyên khi mà mấy anh em chọn server. Ngoài ra nữa có hai server mà tôi kêu mấy anh em mấy đâu còn lại một server, đâu còn hai server mà tôi kêu là mấy anh em không nên chuyển qua. Tôi nói mấy anh em nha, mấy anh em sẽ bị tải lộn 100% luôn, mấy anh em sẽ bị tải lộn server chung với lại server đài nha. Mấy anh em tải game về, mấy anh em vô coi giùm tôi cái lịch ra tướng, tại vì server đài nó sát rạc cái bên server chung luôn, nó chỉ chậm bên nó chậm hơn bên server chung hai tướng thôi, cho nên là khi mà tải về về giao diện nó giống y chang như bên server chung, cho nên là nhớ coi nha, coi cho kỹ. Cái thứ hai nữa là server US hay là server gì đó thì không nên chơi. Vì sao hai server đó không nên chơi? Vì sao? Đầu tiên, server US nếu như mấy anh em chơi, mấy anh em muốn có đầu tư nha, mấy anh em muốn có đầu tư thì ở bên server US không có gói random, và cái gói nạp của nó bằng giá với lại bên server C nha, nó bằng giá bên server C luôn, nó không khác gì bên server C, nhưng chơi bên nhưng không có quảng cáo luôn. Sao ấy, ngồi ra gói nạp nó bằng giá bên Silver Sea luôn.
Thì tiếp theo nữa, nếu như mấy anh em chơi CVC, mấy anh em sẽ lợi thế hơn. Mấy anh em nạp bằng app hay là nạp qua trung gian, hoặc nạp hộ được ok thoải mái, mà mấy anh em có thể sửa sai được trong những lúc mình thiếu 10 vé hay là 5 vé, chỉ 5 vé thôi, rất khó. Còn bên bên CVS gần như mấy anh em nạp là nạp chay hết. Và ngồi ra bên CVS đang rất chậm nha. Bên CVC là mình đang trải nghiệm UR, ở bên CV Việt Nam mình đang chơi UR rồi, thì qua bên CVC mình chơi UR luôn, và mình quen beta, mình biết beta rồi. Mà trong khi đó CVS mới ra tất cả mọi thứ XR cộng, mình chơi lại cái thời kỳ nó sẽ bị chậm và nó sẽ bị nản hơn rất là nhiều nha. Thì mấy anh em chơi có thể chơi thời điểm hiện tại, khi mà Nhật thì đang chuẩn bị bắt đầu meta UR, là tháng sau sẽ là Tatsumaki, hiện tại đang là đang bóng. Khi mà Nhật là Tatsumaki, CVC là tháng sau mấy anh em sẽ được free 80 vé, và trong sự kiện sinh nhật nữa là tháng không Sam nha. Thời điểm này là CVC là thời gian vàng nha. CVC là thời gian vàng, tôi nói vì sao CVC là thời gian vàng, tại vì CVC mấy anh em sẽ nghỉ được tháng của con Sam UR nha. Mấy anh em sẽ nghỉ được tháng của con Sam UR, cùng Nhật tháng sau Sonic, ok, Nhật tháng sau Sonic rồi, ok đó. Thì mấy anh em sẽ chơi được nghỉ, nói chung là mấy anh em nào tạo server thì mấy anh em sẽ nghỉ ngơi được cái tháng ở bên CVC là chủ yếu, là tháng con Sam UR, rồi mấy anh em sẽ tích vé để chơi chọn meta là đâm DOT. Mấy anh em sẽ tận hưởng được đâm DOT là con Hellfire với lại con Xenos đấy. Rồi còn server Nhật thì mấy anh em phải về hạt co, về con Sonic, rồi co rồi Sonic nè, xong tới G4 nè, xong tới co, thì nó sẽ hơi mệt hơn rất là nhiều so với những server khác. Đấy, thì đó là ba server mà tôi ưu ái. Còn nó tại vì server chung là mấy anh em biết rồi, về giao diện game, về cách chơi của nó thì sẽ không khác gì bên server Việt Nam ha. Đó là những cái thông tin tôi cho mấy anh em biết khi mà mấy anh em muốn chuyển qua server nào để mấy anh em chơi, tại mấy anh em chưa có kinh nghiệm khi mà chơi mấy server khác thì nó sẽ như thế nào. Đó là chơi server chung thì nó sẽ khó khăn về khoản nạp, còn mấy anh em chơi kè chay không nạp thì server chung nó rất khó để chơi, tại vì tài nguyên nó bơm vào game nó rất ít nha, tài nguyên kim cương á rất ít. Còn mà nếu mà để mà kim cương tài nguyên bơm vào game nhiều thì có CVC và ở CV CVC và CV cho CV Nhật. Rồi lại thêm một cái nữa. Mọi người nên nhớ nè. Nếu như người Việt Nam có đối xử tệ với nhau đi chăng nữa thì vẫn là người Việt Nam nha, vẫn là người Việt Nam nha. Người Việt Nam sẽ nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt. Người Việt Nam sẽ có cách giải quyết bằng tiếng Việt. Khi mấy anh em ra cộng đồng nước ngoài, tôi nhấn mạnh nha, khi mấy anh em ra cộng đồng nước ngoài, người Việt Nam mình trong mắt cộng đồng nước ngoài là một cộng đồng cực kỳ toxic và tiêu cực tất cả mọi con game nha. Cho nên khi mấy anh em ra bên nước ngoài, mấy anh em chắc chắn một là người Việt đi lừa đảo người nước ngoài, hai là người nước ngoài đi lừa đảo người Việt Nam, một trong hai kiểu gì cũng có. Cho nên khi mà mấy anh em chơi game, về mấy anh em đi trao đổi tài khoản thì mấy anh em lưu ý để tránh nha, tránh bị lừa đảo rồi tránh bị scam mặt ngay chính bản thân người Việt Nam, hoặc là người nước ngoài, hoặc là người Việt Nam giả dạng, nhớ nha. Và khi mà tôi với lại tôi thêm một cái nữa, mấy anh em đừng nhắn tin đi hỏi tôi là anh ơi em muốn mua ở đâu và ở đâu là uy tín, tôi sẽ không chết mấy cái đó. Và tôi tới thời điểm này tôi sẽ không nhận, tôi chỉ không nhận ở thời điểm này thôi nha, còn tương lai tôi không biết tôi có nhận trung gian hay không. Còn tính thời điểm này tôi sẽ không nhận hoặc là đứng ra làm uy tín cho một ai hết nha. Tôi sẽ không đứng ra làm uy tín một ai hết, kể cả mọi người lấy danh tôi đi làm, khi mà xảy ra chuyện gì thì tôi chắc chắn tôi không chịu trách nhiệm nha. Tại vì tôi ở đây trên đây tôi nói đến chính luôn nha, tôi sẽ không nhận nha, không nhận trung gian cho ai ở bất kỳ thời điểm này hết. Còn sau này có làm hay không thì tôi không có biết rồi, ok ha, để tránh mấy anh em khi mà qua server khác mấy anh em bị người nước ngoài scam lừa đảo đấy. Đây là những cái kiến thức cho mấy anh em chuẩn bị đi du học nha, đó là kiến thức cho mấy anh em chuẩn bị đi du học rồi, ok. Nói chung là mấy anh em sẽ tận hưởng được sinh nhật ở CVC, xong sinh nhật ở server chung, và cái sinh nhật chia tay ở tại server Việt Nam nha. Cái sinh nhật chia tay ở server Việt Nam thì trong phần clip lưu trữ chỉ có là hay, thì ấn vô cái phần nó có cái gọi là nhìn bao bao năm qua ta được gì đó, có cái góc đó nhấn vô mấy anh em nhìn coi, rồi cái kiểu rồi nó có lại được cái video video intro intro ở đầu game thì mấy anh em sẽ ok hay hơn rồi, ok. Thì đó là lựa chọn server, chúng ta sẽ chơi ở server chung, server C và server Nhật. Hạn chế tôi không dùng từ không được, hạn chế chơi ở server US, và hạn chế chơi server US và server server đài, tại vì nó rất chậm và cái gói nạp của nó bằng giá bên kia nha. Đấy rồi, ok, đấy là đó là rồi, ok. Còn về viết sách thì tôi chắc chắn tôi sẽ viết tự truyện, không phải là sách mấy anh em tự truyện rồi, ok. Đó là những cái chia sẻ khi mà mấy anh em đang có dự định qua bên server nước ngoài, mấy anh em chơi chuẩn bị đi du học.
chuẩn bị rời bỏ quê hương, rời bỏ ngôi nhà của chúng ta đi qua bên du học rồi. Ok,